Chào mọi người đã quay trở lại với dự án Vinhome Ocean Park, và hôm nay chúng ta sẽ xem một cái căn chân đế mặt đường 52m mà mình nghĩ là cái giá bán ra cực kỳ tốt. Thì đây là vị trí của cái căn chân đế đó, đó là sảnh cái tòa S215. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tham quan cái căn chân đế này. Thì đây là cái sảnh tòa S215 và phía trước là cái mặt đường 52m. Thì hôm nay bên mình sẽ giới thiệu một cái căn rất là đẹp và giá bán cực kỳ tốt cho những cái anh chị mà đang quan tâm những căn shop chân đế tại mặt đường 52, một trong những cái trục chính tại dự án Vinhome Ocean Park. Thì chúng ta cùng ra vị trí của cái căn shop chân đế này, là một căn góc và sở hữu diện tích là tầng 1 là 97m². Đây là cái mặt tiền chính, cái mặt đường 52, một căn shop góc. Và tầng 2 thì là 81m. Phía trước kia là Đại học Vinuni. Bên cạnh là tòa S217. Ở đây thì đây là một cái căn shop, một cái lô góc của cái tòa chung cư S215. Và ở đây thì chúng ta cùng nhìn cái mặt trước của nó, một cái mặt tiền rất là rộng. Bên hông kia thì có một cái lối đi vào ở cái tòa phía trong là tòa S216 và bên cạnh kia là tòa S217. Một trong những cái ưu điểm của cái căn shop trên đế này là sở hữu một căn góc và view cực kỳ đẹp. View nhìn ra đường 52, ngoài sở hữu một cái mặt đường lớn nhất dự án Vinhome Ocean Park thì căn shop này sở hữu thêm một cái đường nội khu vào tòa S216. Các bạn có thể nhìn đây là con đường ở bên hông, con đường để vào tòa S216 sảnh cư dân. Đó, đây là con đường gồm hai làn, một làn bên này và một làn bên kia. Qua đường 52 thì chúng ta đối diện đấy chính là Đại học Vinuni. Đây là một trong những cái căn mà mình đánh giá rất đẹp và giá bán cực kỳ tốt cho anh chị nào đang quan tâm đầu tư. Chia ra đơn giá thì nó sẽ khoảng 90 triệu một mét, giá cực kỳ tốt. Và chủ đang bán ra chênh so với giá gốc là 2 tỷ. Một giá mình nghĩ là rất là tốt để anh chị nào mua để tự kinh doanh hoặc là mua để đầu tư cho thuê. Vị trí thì rất là đẹp. Đây, nó nằm ngay cạnh cái, nó nằm mặt ngoài và cạnh cái con đường đi vào tòa S216. Mặt đường 52m rất đẹp. Chúng ta sẽ đứng ở một cái vị trí khác để nhìn thấy một cái vị trí cái căn chân đế này nó đẹp như thế nào. Ở đây thì chân đế tòa S215, thì tòa S215 này thì mình nói sẽ nói sơ qua là nó cao 26 tầng và mặt độ sàn thì là 21 căn trên một sàn. Đây là tòa S215. Thì đây là một căn shop, căn góc. Căn góc hai mặt tiền, một mặt tiền đường 52. Đây các bạn nhìn, đây là mặt tiền đường 52. Và mặt tiền thứ hai là mặt tiền nội khu, mặt tiền đường vào tòa S216. Đó, đây là một cái góc từ xa chúng ta có thể nhìn được. Một vị trí này thì rất tiện lợi cho anh chị kinh doanh. Và đây là một trong những cái căn hiếm hoi chủ nhà bán ra. Giá tốt để anh chị có thể xuống tiền ngay khi mà anh chị đến xem thực tế thì anh chị sẽ thích ngay. Điều đó là điều chắc chắn. So với những cái căn khác mà bên mình đã khảo giá thì căn này giá cực kỳ tốt để anh chị có thể mua vào. Và căn này thì hiện tại so với giá gốc, giá gốc sẽ là 14 tỷ và chênh lên 2 tỷ là 16 tỷ. Được vay 65% đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2021. Đấy là một cái ưu điểm của căn shop này. Anh chị nào đang quan tâm về cái căn shop này thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp để xem căn shop này cũng như làm việc với bên em, có thể đặt cọc luôn. Theo số điện thoại hotline trên màn hình hoặc là có thể liên hệ với em Vinh qua số 0839263333 hoặc là anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline trên màn hình. Thì đây là cái mặt tiền của cái phía
sảnh phụ, mặt tiền đường bên hông. Tại vì đây là một con góc nên sở hữu hai cái mặt tiền. Ở đây thì anh chị có thể kinh doanh cà phê, kinh doanh những cái dịch vụ thiên về ăn uống thì nó rất là, cái vị trí nó rất là tiện. Một là được đậu xe ở cái đường phía ngoài đường 52. Hai là khi mà bạn bè của cư dân đến ấy, thì mình chỉ cần nói vị trí là họ có thể nhìn được ngay, rất là dễ tìm kiếm. Giống như một số quán cà phê hiện tại đang kinh doanh như ở tòa S21 đấy là cà phê Trung Nguyên, thì nó cũng rất rất là dễ tìm khi mình nói là khi khách hàng đến mặt đường 52 tìm cà phê Trung Nguyên là chúng ta chỉ chạy một đoạn là chúng ta nhìn thấy thôi. Đó, hoặc là hẹn hò bạn bè thì nó cũng là một cái điểm rất là tiện lợi để khi mà khách hàng kinh doanh thì nó rất là phù hợp. Đây là cái phần phía trong, anh chị có thể nhìn thấy cái không gian căn nhà nó rất là vuông nhà, và nó sẽ có một cái bức tường nhỏ để chia cắt giữa một cái không gian phòng to và một cái không gian phòng bên hông này. Một bức tường ngắn thôi, nó khoảng 2 mét, đó, nó chia. Còn lại không gian bên trong là sẽ thông tuông. Cái này thì về mình set up làm cà phê hoặc làm nhà hàng, quán ăn thì nó rất là dễ, dễ để mình thiết kế nội thất, và chi phí mình bỏ vào làm nội thất nó cũng sẽ không nhiều. Đó, đối lưng thì phía trong này nó có một cái căn shop view nội khu. Đó, đấy là tòa S216 và S217. Mật độ cư dân, mật độ căn trên sàn ở đây rất là cao, 21 căn trên một sàn. Nó đảm bảo một cái lượng khách nội tại, tức là khách có cái căn hộ ở đây họ đến ở hoặc là họ cho thuê, thì kinh doanh dịch vụ của Vinhome Ocean Park, của những cái căn chân đế mà những dự án Vin đã triển khai thì nó cực kỳ thành công. Lợi nhuận cho thuê nó cũng luôn luôn đạt trên 9% một năm. Bởi mình đã làm rất nhiều dự án rồi. Đây chúng ta có thể nhìn ở một cái góc từ nhìn từ cái phía mặt tiền chính của căn biệt thự mặt đường 52 vào, thì đây là cái phòng mà sẽ chia ở bên hông, thì nó cách bởi một cái tường mà các bạn nhìn ở phía bên phải màn hình khoảng 2 mét. Thì chủ đầu tư họ xây, hầu như căn góc nào họ cũng xây như vậy. Còn không gian này thì nó sẽ rất dễ để bố trí vì nó vuông nhà và không có cột. Còn đây là cái phòng chính, cái không gian phòng chính, thì nó cũng, các bạn nhìn cái bức tường nó chia cách, đấy là cái bức tường ở bên trái màn hình. Nó không có gì gọi là quá bị hạn chế cả, mà mình nghĩ nó là cái thiết kế chung của tất cả các căn shop ở đây rồi. Và ưu điểm của căn shop này thì nó là một căn rất là vuông vức và rất là đẹp về vị trí. Đó, đây là không gian chính mà chúng ta sử dụng để kinh doanh. Một cái mặt sàn rất là lớn đến 97 mét của tầng 1. Thì đây là một trong những cái lô shop chân đế sở hữu cái mặt sàn lớn nhất tại cái tòa S215. Vừa là căn góc, vừa là cái căn sở hữu mặt sàn tầng 1 lớn. Và tầng 2 thì bàn giao bên trong là cũng bàn giao thô. Với cái mặt sàn là 81,5 mét vuông thì anh chị cũng có thể hoàn toàn có thể kinh doanh. Như cái quán cà phê Trung Nguyên họ cũng làm như vậy. Tầng 1 cũng làm kinh doanh và tầng 2 cũng là một cái phòng để uống cà phê. Rất là hay. View ở đây thì cực kỳ đẹp, nhìn sang Đại học Vinuni và hoàng hôn, một bầu trời. Ở đây thì mình đang quay lúc khoảng 3 giờ chiều, nó cũng chưa tối, nhưng hôm nay trời khá là mát mẻ và không có nắng, thành ra là trời nó sẽ hơi sẩm sẩm tối, và có những hào quang ở chỗ Đại học Vinuni. Anh chị nào đang quan tâm thì vui lòng cứ gọi trực tiếp qua số hotline trên màn hình, hoặc có thể inbox qua Zalo, Viber. Ngoài ra thì anh chị nếu mà anh chị quen với em thì có thể gọi hotline qua số hotline của em. Em sẽ để phía cuối của video clip này. Thì bên em là một đội nhóm, thì thành ra là mỗi anh em sẽ đảm nhận một cái sản phẩm riêng. Thì anh chị quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua hotline, chúng ta sẽ làm việc và xem nhà thực tế. Bên em sẽ tìm những cái sản phẩm mà nó sẽ tốt nhất với nhà đầu tư cũng như là người mua để kinh doanh.
cùng một loại sản phẩm mà anh chị khó có thể tìm được một cái sản phẩm nó sẽ ưng ý hơn và tốt hơn tại Vinhomes Park được. Bên em thì đã gắn bó dự án từ rất là lâu rồi, từ cái thời mà bắt đầu khởi công từ tháng 8 năm 2018, rất là lâu rồi, 2 năm, sắp 2 năm nay rồi. Thì bên em luôn chọn những cái sản phẩm mà với cái tiêu chí là chất lượng về vị trí, về vị trí, về chất lượng của cái căn sản phẩm tại dự án mà bên em chào bán ra thị trường. Rất nhiều sản phẩm nhưng bên em sẽ chọn lọc để tìm ra những cái sản phẩm tối ưu nhất cho khách hàng, và khi chúng ta đến làm việc thì chúng ta có thể là đặt cọc được luôn mà anh chị sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều. Và với cái mức giá thì cũng là ổn định và khẳng định là tốt nhất thị trường. Đây là cái góc view từ cái căn shop ra. Thì thậm chí là anh chị cũng không cần qua trực tiếp dự án đâu, tại vì những cái hình ảnh bên em quay là nó cực kỳ chất lượng và nó thực tế, không có chỉnh sửa, nó cũng không bày vẽ ra được. Đây là những hình ảnh quay thực tế. Và đây là em đang đứng từ cái vị trí vỉa hè của mặt đường 52m để quay vào. Thì chúng ta nhìn thấy cái căn shop nó là một cái căn góc hai mặt thoáng, hai tầng hai mặt thoáng. Đó, đây là vị trí của căn shop. Và với một cái giá chênh so với giá gốc khoảng 2 tỷ thì giá nó quá là tốt để anh chị đầu tư hoặc là mua để tự kinh doanh. Tòa S215 và những cái sản phẩm mà nhìn sang Đại học Vinuni mặt đường 52 này thì ít chủ nhà bán ra, hoặc là họ bán ra với một cái mức giá rất là cao. Và trong clip trước thì em cũng đã giới thiệu về một căn như vậy rồi. Căn mà cặp căn mà đối diện với cụm tòa VinFast, họ bán ra cái giá rất là cao. Chia ra đơn giá thì nó khoảng 97 triệu trên 1 mét vuông tại cái cặp đó. Ở đây thì nó khoảng 90 triệu. Đó, Đại học VinFast là một trong những cái điểm nhấn đặc biệt của dự án Vinhomes Park. Và nó cũng sẽ là cái điểm chính mà anh chị một cái điểm chính mà có thể bắt view từ tất cả các căn chung cư tại Vinhomes Park mà view ra đường 52. Thì cái giá nó hoàn toàn khác so với những cái cụm chung cư mà view vào nội khu, những cái mặt căn hộ mà view vào nội khu. Và những cái căn hộ view ra tòa Vinuni này thì hầu như sẽ không bao giờ có bán cắt lỗ, không bao giờ có bán bằng giá cả. Chính vì vậy nên những cái sản phẩm shop house chân đế nó là những cái sản phẩm mang cái số lượng rất là giới hạn. Những cái căn mà nhìn ra đường 52, quay ra mặt đường 52 thì rất là giới hạn. Còn quay vào trong nội khu thì tòa nào nó cũng như tòa nào thôi. Anh chị trong nội khu thì nó cũng đang bán ra với cái giá nó sẽ khoảng 90-95 triệu một mét vuông, không hề rẻ. Quay vào nội khu thì hầu như là các cái căn chân đế sẽ là một tầng. Anh chị nào đang quan tâm cái căn shop house này thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua số hotline trên màn hình, hoặc là liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline mà bên em sẽ để ở cuối clip này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip và hẹn gặp lại anh chị ở trong những cái sản phẩm clip sau.